Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 21 tháng 9 năm 2019 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhân chuyến công du của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hàn Quốc, tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc ký kết biên bản hợp tác phát triển thành phố thông minh tại tỉnh Hưng Yên. Tổng kết hoạt động hè năm 2019 và kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện. Các doanh nghiệp dệt may khó ký được các đơn hàng gia công giá cao. Tiềm ẩn nguy cơ điện giật do đường điện ngoài đồng ở Văn Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt 700 triệu đồng các trường hợp khai thác khoáng sản không phép. Công an tỉnh khởi tố bắt giam nhóm đối tượng cưỡng đoạt 8 xe khách của công ty ô tô Ngô Gia Tự. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các tập đoàn kinh tế lớn của nước ngoài vào đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có nhiều hoạt động xúc tiến kêu gọi đầu tư tại Hàn Quốc. Sáng 20 tháng 9 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã tham gia lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc, Tập đoàn Land Housing về việc hợp tác phát triển thành phố thông minh tại tỉnh Hưng Yên. Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc là tập đoàn kinh tế lớn có kinh nghiệm trong xây dựng đô thị, công nghiệp hiện đại với nhiều dự án triển khai ở Hàn Quốc cũng như các nước phát triển trên thế giới. Tại lễ ký kết, ông Chang Him-bun, giám đốc điều hành tập đoàn đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ giữa tỉnh Hưng Yên với tập đoàn. Sự hợp tác này sẽ có phần quan trọng với tăng trưởng và phát triển chung của cả hai bên và đây sẽ là động lực để tăng cường hơn nữa tình hữu nghị hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Thành phố thông minh sử dụng các công nghệ thông tin, truyền thông và Internet trong không gian đô thị có thể giải quyết một cách hiệu quả những vấn đề đô thị khác nhau như giao thông, an toàn, đỗ xe, môi trường. Thông qua lễ ký kết, tập đoàn cùng với tỉnh Hưng Yên hoàn toàn có thể xây dựng thành phố thông minh đạt tiêu chuẩn như ở Hàn Quốc. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh buổi lễ ký kết hôm nay là hiện thực mối quan hệ của tỉnh Hưng Yên với Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc. Hưng Yên có tốc độ đô thị hóa cao và gia tăng dân số cơ học nhanh chóng nên gặp nhiều thách thức, vấn đề về quy hoạch quản lý đầu tư theo quy hoạch, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội, an ninh, y tế, giáo dục, năng lượng, phát triển nhà ở, xử lý ô nhiễm môi trường. Do đó, Hưng Yên mong muốn hướng tới xây dựng mô hình thành phố thông minh mang lại sự tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0. Thông qua đó, để cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ hy vọng Tập đoàn Land Housing với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu kinh tế nhà ở, tái thiết đô thị sẽ áp dụng các công nghệ cao vào việc phát triển các thành phố và nhà ở tại tỉnh Hưng Yên. Hưng Yên là một cái tỉnh đang có tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa rất cao. Trên là cái nhu cầu để chúng ta xây dựng một cái thành phố thông minh cũng như là những cái khu công nghiệp ứng dụng công nghiệp 4.0 trong tương lai là rất cấp bách đối với Hưng Yên. Cho nên là hôm nay chúng tôi sang đây để ký hợp tác với tập đoàn Land Housing để cùng hỗ trợ giúp đỡ nhau để xây dựng các cái khu đô thị, các khu công nghiệp thông minh được đầu tư xây dựng trong tương lai, thời gian tới tại Hưng Yên để đáp ứng được cái sự phát triển nhanh và bền vững của Hưng Yên trong tương lai. Mới đây, Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc cùng với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị TDH Ecolon đã hợp tác nghiên cứu, quy hoạch và thực hiện dự án khu công nghiệp sạch rộng 139,7 ha thuộc đề án khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt. Đây là khu công nghiệp sinh thái thân thiện với môi trường, được quy hoạch và phát triển dựa trên những giải pháp thông minh và giải pháp sinh thái như điều hành từ trung tâm quản lý tập trung, sản xuất và sử dụng năng lượng mặt trời, có hệ thống kiểm soát chất thải, quy hoạch cây xanh, vườn trên cao, mương, nhân tạo, hồ điều hòa, hài hòa, theo địa hình và môi trường, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Kết thúc tốt đẹp, các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc,
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng cùng đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên lên đường sang Nhật Bản nhằm tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản. Hoạt động chi tiết của chuyến thăm sẽ được chúng tôi đưa tin cho các bản tin thời sự sau. Kết thúc tốt đẹp các hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng cùng đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên lên đường sang Nhật Bản nhằm tiếp tục các hoạt động xúc tiến đầu tư, gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản. Hoạt động chi tiết của chuyến thăm sẽ được chúng tôi đưa tin trong các chương trình thời sự sau. Ngày 20 tháng 9, tại Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh, Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động hè và kỷ niệm 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Tới dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo hoạt động hè tỉnh. Hè năm 2019, nhiều hoạt động được tổ chức rộng khắp, đồng loạt từ tỉnh đến cơ sở như thắp nến tri ân, các anh hùng liệt sĩ, liên hoan giai điệu tuổi hồng và thiếu nhi kể chuyện hè, thi cắm trại và nghi thức đội, tổ chức đêm hội trăng rằm. Các cấp đoàn đội đã thăm tặng trên 800 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, đóng góp hàng nghìn ngày công tu sửa công trình, làm đẹp cảnh quan môi trường, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 625 người, tổ chức 8 buổi hiến máu tình nguyện và thu được gần 1.600 đơn vị máu. Đặc biệt, dịp hè năm 2019, các cấp bộ đoàn đội đã tổ chức được 65 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 3.700 trẻ em. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Duy Hưng biểu dương kết quả mà Ban chỉ đạo hoạt động hè các cấp đã đạt được dịp hè năm 2019, đồng thời đề nghị các cấp bộ đoàn, hội, đội cần đổi mới nội dung, phương thức tổ chức, triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hoạt động tình nguyện cần phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương, thanh niên tình nguyện cần mạnh dạn tham gia giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó, có như vậy mới ghi được dấu ấn tốt đẹp với các cấp chính quyền và người dân địa phương. Thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm, huyện Phù Cừ đã rà soát chọn lọc được 10 sản phẩm chủ lực trên địa bàn huyện tham gia đăng ký để hỗ trợ phát triển theo chương trình OCOP. 10 sản phẩm của huyện Phù Cừ đăng ký thực hiện theo chương trình OCOP gồm dưa lưới, dưa vàng, vải lai chín sớm, nhãn lồng, cam, nghệ vàng, nước mắm, cá thịt cá giống, cà da, chạch lợn thịt. Đây đều là những sản phẩm chủ lực độc đáo mang đậm nét đặc trưng của mỗi địa phương. Trong đó, huyện đã chọn 3 sản phẩm tiêu biểu nhất và đúng thời vụ từ nay đến cuối năm để tham gia đánh giá xếp hạng của tỉnh, gồm dưa lưới, dưa vàng của Hợp tác xã An Tịnh Phát, xã Tông Trân, cam của Hợp tác xã Nông nghiệp Ngũ Phúc, xã Tam Đa và cá thịt cá giống của Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phát, xã Quang Hưng. Tất cả các xã có sản phẩm chủ lực đều được huyện cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình, tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài giải pháp cơ bản thu hút đầu tư phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Đề tài do Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên chủ trì thực hiện trong thời gian 18 tháng, nội dung là nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế cũng như trong nước, điều tra đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp cơ bản thu hút đầu tư phát triển bền vững cộng đồng doanh nghiệp, trong đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư về hạ tầng, nhân lực, quy hoạch và cải cách thủ tục hành chính, tổ chức và cơ cấu lại các khu công nghiệp theo hướng liên kết cụm ngành, thành lập các vườn ươm doanh nghiệp. Việc nghiên cứu đề tài có phần xây dựng luận cứ và đề xuất các cơ chế chính sách để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc đã tác động lớn đến các doanh nghiệp gia công hàng dệt may, không chỉ gặp khó khăn trong ký kết đơn hàng mà đơn giá cũng giảm khoảng 20 đến 25% so với cùng kỳ năm 2018. Năm 2018, giá ký hợp đồng gia công một chiếc áo sơ mi để xuất khẩu sang thị trường Mỹ của doanh nghiệp này cũng như đa số doanh nghiệp khác là 1,5 đô la Mỹ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, giá chào hàng của đối tác đưa ra liên tục giảm. Dịp đầu năm giảm xuống 1,3 đô la Mỹ, nay chỉ còn 1 đô la Mỹ, làm cho đơn vị khó có sự lựa chọn đơn hàng như trước kia, cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch sản xuất, doanh thu của doanh nghiệp. Qua cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, rất nhiều các chủ hàng đang do dự, chưa có cái quyết định để xuống các cái đơn hàng để đặt hàng ở Trung Quốc và các cái nước vùng quanh Trung Quốc. Nên do vậy cái tình hình đơn hàng năm nay rất là khó khăn. Ví dụ như năm ngoái thì tầm này chúng tôi đã ký được đơn hàng đến hết tháng 3 rồi. Nhưng năm nay thì hiện tại chúng tôi chưa ký được đến kín tháng 11 và đơn giá thì giảm 15 đến 20%. Các doanh nghiệp gia công hàng dệt may
có đơn hàng giảm đã kéo theo một số đơn vị hoạt động phụ trợ cho lĩnh vực này cũng bị ảnh hưởng theo. Trong đó có các doanh nghiệp giặt là công nghiệp, đóng gói hoàn thiện sản phẩm, hầu hết đều phải giảm quy mô cũng như cơ cấu lại sản xuất cho phù hợp hơn. Thì ảnh hưởng của cái cạnh tranh kinh tế thương mại của Mỹ Trung ấy, thì doanh nghiệp về cái sản lượng là cũng bị coi như là cắt giảm 20%, mà cái mức lương của công nhân với cả thu nhập của người công nhân cũng cắt giảm. Dựa trên cạnh tranh thương mại Mỹ Trung đấy, có cái cắt giảm đấy là doanh nghiệp cũng thắt chặt lại và coi như là cơ cấu lại một số cái bộ máy để cho phù hợp với cả cái tình hình sản xuất bây giờ. Hưng Yên là một trong 6 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô gia công hàng dệt may với khoảng 70 doanh nghiệp từ 300 lao động trở lên. Ngoài ra còn có vài trăm doanh nghiệp thứ cấp từ dưới 300 lao động để nhận hàng may lại cho các doanh nghiệp quy mô lớn hơn. Do vậy, việc ảnh hưởng của các doanh nghiệp ở nhóm này sẽ ngày càng lớn hơn trong thời gian tới nếu tình trạng đơn hàng giảm, giá thuê gia công giảm tiếp tục kéo dài. Dừng sản xuất và đóng cửa nhà xưởng là nguy cơ hiện hữu mà các doanh nghiệp này đang đối mặt. Theo lãnh đạo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp may trong tỉnh cũng như cả nước cơ cấu, bố trí lại sản xuất cho phù hợp hơn nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Bởi thời cơ và thách thức luôn song hành trong hợp tác và cạnh tranh thương mại, những doanh nghiệp nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức sẽ phát triển ổn định hơn trong thời gian tới. Trong thế giới phẳng ngày nay, Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường thế giới đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp. Đi liền với đó là những thách thức. Và qua cạnh tranh sẽ giúp cộng đồng doanh nghiệp trong nước ngày càng lớn mạnh hơn để cạnh tranh tốt hơn và hội nhập tốt hơn vào thị trường thế giới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 20 tháng 9, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thao chào mừng Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi mùng 1 tháng 10. Tới dự có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hội thao tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi nam nữ, đây là môn thể thao phù hợp với người cao tuổi, đang được đông đảo hội viên Hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh tập luyện thường xuyên. Tham dự hội thao có 190 vận động viên với 10 đội nam và 9 đội nữ đến từ 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mỗi nội dung được chia làm 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn đội nhất bảng và đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Thông qua hội thao, góp phần khích lệ phong trào luyện tập môn bóng chuyền hơi nói riêng và phong trào thể dục thể thao trong lớp người cao tuổi nói chung, đồng thời tạo không khí vui tươi phấn khởi, giúp người cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích. Kết quả chung cuộc của nội dung dành cho nam, đội tuyển người cao tuổi huyện Tiên Lữ giành giải nhất, giải nhì thuộc về đội tuyển huyện Khoái Châu. Nội dung dành cho nữ, đội tuyển huyện Văn Lâm giành giải nhất, đội tuyển thành phố Hưng Yên đạt giải nhì. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh vừa tổ chức khánh thành bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Bùi Thị Định ở thôn Kênh Thượng, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu. Bà Bùi Thị Định là đối tượng nghèo, đơn thân, sức khỏe yếu, đặc biệt khó khăn về nhà ở. Xét hoàn cảnh của bà Định, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng cùng với nguồn kinh phí chủ động của gia đình là trên 100 triệu đồng và ngày công lao động của họ hàng, người thân giúp đỡ bà Định làm nhà. Sau 3 tháng thi công, căn nhà cấp 4 rộng 60m² với tường xây mái ngói, nền lát gạch men đã hoàn thành bàn giao cho bà Định sử dụng. Nhân dịp này, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương trao tặng bà Định nhiều vật dụng sinh hoạt như chăn ấm, quạt điện. Sáng nay, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Viettel Hưng Yên và Ủy ban Nhân dân xã Tam Đa, huyện Phù Cử tổ chức lễ khánh thành ngôi nhà 100 đồng cho bà Vũ Thị Gái ở thôn Cự Phú, xã Tam Đa. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Vũ Thị Khái là con liệt sĩ Vũ Văn Tý, bản thân bà là người khuyết tật không có thu nhập riêng, hiện sống đơn thân cùng với gia đình em trai. Công trình ngôi nhà 100 đồng được khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 7 năm 2019, có diện tích 42m², kinh phí gần 160 triệu đồng. Trong đó kinh phí hỗ trợ từ quỹ ngôi nhà 100 đồng do cán bộ thanh niên, công nhân viên Viettel đóng góp là 85 triệu đồng, còn lại là của gia đình. Ngoài ra, các tổ chức hội đoàn thể xã, thôn cùng họ hàng và bà con hàng xóm đã hỗ trợ nhiều ngày công lao động. Đại diện các đơn vị tài trợ còn trao tặng các phần quà là những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt cho bà Gái.
Dù đã có số liệu đo đạc chỉnh lý số hóa theo dự án đo đạc VLAB, song thành phố Hưng Yên hiện còn trên 12.000 thửa đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu và hàng nghìn giấy chưa được cấp đổi. Đối với các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu, chủ yếu tại 4 xã là Trung Nghĩa, Liên Phương, Tân Hưng, Hoàng Hanh. Nguyên nhân là do các thửa đất nông nghiệp tại 2 xã Trung Nghĩa, Liên Phương đều có một phần thuộc quy hoạch xây dựng khu đại học Phố Hiến. Khi triển khai việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận gặp khó khăn do nhân dân chưa đồng thuận. Mặt khác, hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc giao ruộng lưu giữ không đầy đủ, chính xác tại thời điểm giao ruộng. Ngoài ra, do thực hiện việc dồn thửa đổi ruộng giai đoạn trước đây nhưng không được phê duyệt phương án theo quy định. Việc các hộ gia đình tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng qua nhiều chủ trước đây nhưng không có giấy tờ hoặc giấy tờ không rõ ràng. Một số địa bàn phường xã như Liên Phương, Hồng Nam, Quảng Châu khi triển khai thực hiện dự án VLAB chỉ chỉnh lý, số hóa lại bản đồ địa chính theo tài liệu đo đạc năm 1997-2002, không phản ánh đúng hiện trạng sử dụng đất. Đối với 2 xã Quảng Châu, Phú Cường phải thực hiện cấp đổi giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng có sự sai lệch giữa hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ địa chính gây khó khăn trong việc kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận. Thưa quý vị và các bạn, việc kéo đường điện lưới ra đồng để phục vụ sản xuất là nhu cầu thiết yếu của người dân vùng chuyển đổi cây cảnh ở huyện Văn Giang. Tuy nhiên, với kiểu đường dây tạm bợ như hiện nay, đang tiềm ẩn nguy hiểm với chính những người sử dụng nó. Tại cánh đồng cây cảnh xã Liên Nghĩa, đường dây điện chằng chịt được kéo từ đường điện xuống cánh đồng, gần thì vài chục mét, ruộng xa tới vài trăm mét. Hầu hết các đường dây và cột đỡ này đều được người dân làm tạm bợ, thậm chí nhiều dây chung một cột. Không chỉ có ở xã Liên Nghĩa mà tình trạng này có ở tất cả các cánh đồng, các xã như Thắng Lợi, Mễ Sở, Tân Tiến, Phụng Công. Theo người dân cho biết, để chủ động cho việc tưới cây hàng ngày bằng nước giếng khoan nên việc kéo dây điện ra ruộng gần như là bắt buộc. Hơn nữa, vào dịp thu hoạch còn phải thắp sáng để trông coi. Việc đầu tư đường điện ra đồng để phục vụ sản xuất là cần thiết. Tuy nhiên, ngành điện cũng cần có quy định cụ thể đảm bảo an toàn với các đường dây khi đấu nối ngoài đồng. Bởi dùng điện trong khi tiếp xúc với nước là rất nguy hiểm. Những năm trước cũng đã từng xảy ra tình trạng bị điện giật dẫn đến tử vong. Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với 6 trường hợp khai thác khoáng sản, khai thác cát không có giấy phép với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Trong đó có 4 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với trường hợp khoáng sản là cát đã khai thác từ 50 mét khối trở lên, vi phạm điểm H khoản 1 điều 44 Nghị định 33 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Đó là trường hợp ông Lê Văn Dũng ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, ông Vũ Văn Hiệp, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, ông Lê Sĩ Xanh và ông Lê Sĩ Sơn ở xã Hàm Tử, huyện Quái Châu. Các trường hợp này bị phạt từ 120 đến 150 triệu đồng. 2 trường hợp vi phạm khai thác cát trong phạm vi hành lang bảo vệ luồng mà không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài nguyên, mức phạt từ 52 triệu đồng đến trên 62 triệu đồng và tịch thu thiết bị trực tiếp khai thác cát. Ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng, trong đó có Trần Đức Vinh sinh năm 1978, giám đốc công ty dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ Bảo An có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và các cá nhân liên quan về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, tháng 6 năm 2016 và tháng 12 năm 2016, công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự bán cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ô tô Trường Xuân ở Hà Nội 23 xe ô tô nhãn hiệu Universe Noble với giá gần 55 tỷ đồng. Công ty Trường Xuân đã thanh toán hơn 33 tỷ đồng và nhận 14 xe ô tô, còn nợ trên 21 tỷ đồng, nên công ty Ngô Gia Tự chỉ bàn giao hồ sơ mà chưa giao 9 xe ô tô còn lại. Sau khi có hồ sơ của 9 xe trên, công ty Trường Xuân đã bán lại cho công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Hàn để thế chấp tại ngân hàng OCP để vay vốn. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9, có gần 20 người xưng là công ty dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ Bảo An, trong đó có Trần Đức Vinh là giám đốc công ty giới thiệu đã mua số tài sản trên của ngân hàng OCP và đến nhà máy Ngô Gia Tự ở huyện Yên Mỹ đòi thu giữ tài sản. Nhóm người của công ty Bảo An có hành vi khống chế tổ bảo vệ và mang 8 xe ô tô ra khỏi nhà máy ô tô Ngô Gia Tự. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc điều tra vụ án,
Đến ngày 20 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng, trong đó có Trần Đức Vinh, Giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ và Mua bán nợ Bảo An. Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý các tổ chức cá nhân liên quan. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.